Và chúng ta sẽ cùng xem là anh chồng nhà Filler sẽ có màn trình diễn như thế nào. Cú phá bi rất uy lực của Josh Filler. Con bi số 9 thì đang bị che gần như hoàn toàn. Điểm đến khả dĩ nhất dành cho Josh Filler sẽ là con bi số 13 này. Không, nó chỉ là một cú đứng nhạy cảm thôi, nhưng mà không quá nhạy cảm. Rất chính xác tới từ và sẽ phải tìm đường để vòng qua hết cái rừng bi này. Rất chính xác tới từ Josh Filler. Rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ tiếp tục tới với cú phá bi của Joshua Filler. Đã có cho mình tới hai con bi trơn rơi xuống lỗ. Hello, my check. Ok, hy vọng là không có vấn đề gì. Lựa chọn là sẽ ghép con 12 rồi. Rất hay từ Josh Filler. Rồi, xong rồi, hết rồi, hết hình rồi. Nhưng mà Josh Filler bắn như thế này thì Max Lechner ngồi dính ghế mất. Kéo con bi cái, thả cái băng dài bên phía tay trái ra, làm con 8 lỗ xa là hết. Và Max vẫn chưa được đứng lên. Tuy nhiên là sẽ cần phải xử lý chính xác tới từ Josh nếu như lựa chọn cho mình hình bi sọc. Vì với con bi số 10 và con bi số 14, muốn làm cái combo 5 vào 1 thì cũng cứ mà thoải mái mà làm thôi. Không có gì khó dành cho Josh Filler. Đẩy con bi cái lên, ăn con 1, lấy cái má trên của con bi 1 để điều con bi cái xuống, hướng về con bi số 3 và con bi số 6. Đẹp quá nhờ. Tất cả mọi thứ mà Josh tính toán thì nó đều ra cả luôn. Tư duy giải quyết hình bi rất tuyệt vời của Joshua Filler. Pha này thì cầu tay đặt hơi xa một chút nhưng mà không có vấn đề gì cả. Cứ thả con bi cái xuống băng dưới, vòng qua bên phía tay phải màn hình của chúng ta, ăn con 8 vào lỗ tương tự thôi. 3-0 dành cho Josh Filler. Và Max, Max ơi, anh ngồi dính ghế thật à. Max gần như không được chơi game một tí nào ở trong suốt 3 rack thi đấu vừa qua. Dừng bước tại giải đấu World Championship 10B dành cho nữ rồi. Bây giờ niềm hy vọng của giải đấu này sẽ là anh Josh Filler, và lại là một cú phá quá khủng khiếp của Josh Filler. Không cần combo, A băng luôn. Rồi, ok, vậy là tìm được đường để A băng, không cần phải bắn con 11 vào đấy. Lựa chọn cho mình hình bi trơn tới từ Josh Filler. Đây rồi, gãi được rồi, rất hay tới từ Josh Filler. Và con 4 sẽ được xẻ một phát vào lỗ giữa. Không có gì khó khăn cả, gãi con 8 về gần hơn với cả cái lỗ góc bên phía tay trái phía dưới. Kìm con cái lại tí. Rồi, ok, làm con 2 lỗ góc bên phía tay phải phía trên. Lấy má thả con cái về băng trên nổi xuống. Làm con 8 lỗ gần. Mọi thứ nó đúng theo kịch bản của Joshua Filler rồi. Và Max ơi, anh có ổn không? Hay quá. Hay quá. Vâng, thưa các bạn, giả chúng ta cùng nhau tới với rack thi đấu thứ 5. Và theo thể thức thắng phá thì vẫn cứ là Joshua Filler là người phá thôi. Cú phá rất uy lực. Cú phá này có khô hay không đây? Cú phá này lại ướt rồi. Đã có cho mình bi mục tiêu rơi xuống lỗ rồi. Josh không cho Max chơi game. Một cuộc hủy diệt của Joshua Filler. Lựa chọn cho mình hình bi sọc. Con này thì khả năng là lại hết rồi. Rồi chích con cái ra giữa bàn. Con 15 thẳng ngay cửa lỗ luôn. Con 10, con 12 đường riêng. Khả năng là con 15 sẽ ăn cuối cùng hay chăng đây? Đúng rồi, cắm đầu gậy thấp kéo con cái xuống. Thậm chí rằng là không phải là thả luôn mà đứng con cái lại đó luôn. Lấy má điều con 9. Xin lỗi bạn, lấy má điều con 8. Úi dồi ôi, bắn thế này thì... Ây da, Josh Filler. Quá hay. Được bao nhiêu phút rồi ta? 20 phút. 4-0. Quá khủng khiếp tới từ Joshua Filler thưa các bạn. Máy bắn bóng người Đức. Cú phá bi của Josh Filler. Cú phá bi lần này có khô hay không đây?
Cú phá bi đã khô rồi. Cú phá bi khô của Joshua Filler rồi. Vậy là lựa chọn sẽ là làm cho mình con 10. Không, con 12 thì đúng hơn. Kéo con bi cái về. Chính xác, tới từ Max Lechner giữa lỗ luôn. Tuyệt vời. Đẹp luôn rồi. Ok, ok, không vấn đề gì. Đừng cò tay. Ây da. Hơi cò tay một chút xíu trong pha này. Không có sai lầm của Max Lechner. Tỷ số sẽ được rút ngắn xuống thành là 1-2. Và chúng ta có thể thấy rằng là ở trên khán đài thì cũng đang có rất nhiều các cổ động viên dành tình cảm cho Max Lechner. Thì dù sao thì đây cũng là sân nhà của... Chúng ta sẽ cùng tới với cú phá bi của Max Lechner. Cú phá bi ở bi cái đặt ở giữa bàn. Và đã có cho mình hai bi mục tiêu rơi xuống lỗ rồi. Rất tuyệt vời, hình bi đã mở ra dành cho Max Lechner. Chọn hình bi sọc là hợp lý rồi. Max Lechner đang bắn khá là từ tốn. Chính xác, tới từ Mad Max. Và rồi, bây giờ thì mọi thứ đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Max Lechner. Con bi số 11 là điểm đến tiếp theo. Cuối cùng là con bi 9, con bi 8 nằm ngay cửa lỗ rồi. Nổi lên một chút nào, không bị dính vào băng là được. Rất nhẹ nhàng thả con bi cái vòng qua đầu con 7, bật một băng nổi ra ăn con 8 và chuẩn bị đúng thật là Joshua Filler sẽ dính ghế rồi. Mad Max chào sân, có ngay cho mình 2 điểm. Chúng ta sẽ tới với rack thi đấu thứ 8, quyền phá bi của Max Lechner. Rất uy lực thêm một lần nữa. Nhưng mà cú phá bi này mà khô thì lại không ổn. Với cái hình, với cái mặt bi như thế này thì lựa chọn hình bi trơn cũng sẽ là khá là ok. Dù gì thì gì thì trơn hay sọc thì cái bài toán mà Joshua Filler cần phải tính tới đó chính là con bi số 8 và con bi số 9 kia. Đây là một trong số những cái bài toán hình. Những con bi còn lại là chỉ là những câu ABC thôi, còn con 8 thì sẽ là câu D. Joshua Filler cùng với cả Albin Ocean là hai trong số những vận động viên mà mình thấy rằng là rất hay ho với cả lắc đầu. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, ôi, chưa phải là đây rồi lắm. Tính toán rất hay tới từ Joshua Filler. Nào, cơ hội cuối để tìm đường gãi nốt con 8 và con 9 ra nào. Nào, nào, ok, cũng... ôi, nào, Pháp sư làm gì đây? Ok, anh Joshua định làm một quả Maxi. Dù sao đi dù, đây là một cái thế bi vẫn còn đang sượng dành cho Max Lechner. Và sẽ cần Max phải xử lý thật là chính xác từng con bi một. Gãi. Ok, rất tuyệt vời, tới từ Max Lechner. Rất hay tới từ Max Lechner. Đi dọc theo cái băng dài bên phía tay trái luôn. Ok, hợp lý rồi. Thả con bi cái cu lê lên theo cái băng dài bên phía tay trái của chúng ta. Đi xuống phía dưới. Và ok, đẹp rồi. Nhưng mà thẳng thì ok thôi. Có tí má cũng được. Bắn nhỏ quen gậy. Và sẽ là 3 năm dành cho Max Lechner. Con bi số 8 này không thể hụt được. Mad Max rất là cẩn thận. Tiếp tục bám đuổi Joshua Filler. Thậm chí rằng là có thể thoáng hơn. Bởi vì thật ra để mà nói thì nếu như ăn được cho mình con 10 xong thì... Ok,
cần phải giải quyết được chính xác con bi số 4 đã. Đó là con bi số 4 đường xa. Rất đẹp tới từ Mad Max. Rất điềm tĩnh. Cực kỳ điềm tĩnh tới từ Max Lechner. Đó. Ok, ok. Max Lechner. Max Lechner đang bán cực kỳ cẩn thận. Tuyệt vời. 4 năm. Cuộc đua vẫn đang còn rất nóng. Cú phá bi rất uy lực. Đã có bi mục tiêu rơi xuống lỗ rồi. Và rất có thể sẽ lại một lần nữa Max Lechner khiến Joshua Filler phải ngồi rất mềm mại. Đó là con 12. Thả con bi cái thả con bi cái một băng xuống để ăn con 10 nhưng không thành công tới từ Max Lechner. Và bây giờ thì là Joshua Filler thưa các bạn. Pha này mà gỡ được phát là thôi. Đó cũng chưa hẳn là gỡ lắm. Rồi, làm con 6 trước. Mở đường ra 5. Ui, bình tĩnh. Ok, được, hợp lý. Một pha điều con bi số 6 ra con bi số 5 rất chính xác. Phải gian băng. Gian được. Đó, vẫn gian được. Không có sai số tới từ Joshua Filler. Rất hay. Nhưng mà để mà nói thì cũng cực kỳ đáng tiếc dành cho Max Lechner. Một tình huống xử lý lỗi mất luôn cả một rack thi đấu. Gương mặt có vẻ như là hơi bị có chút buồn của Max Lechner rồi. Đáng nhẽ rằng là anh ấy đã có thể làm được. Nhưng mà quá tệ rằng là nó lại có những cái biến số. Đã có bi mục tiêu rơi xuống lỗ sau cú phá bi của Joshua Filler rồi. Con bi số 5 đi về phía lỗ giữa. Con bi số 14 cũng đi về phía lỗ giữa. Hợp lý rồi. Mặc dù đúng đồng ý rằng là những cái hình bi sọc nó đang nằm ở vị trí thoáng. Có khá nhiều những cái pha cần phải giải quyết tình huống. Dù sao thì con bi cái cũng chưa thể ra được. Vậy là muốn bắn luôn. Đó. Joshua Filler thừa sức để ăn gian mà. Thật ra là Joshua anh ấy cũng đã đo rồi. Tuy nhiên thì anh ấy... Rồi, có vẻ như là hơi bị cay cái lỗ đấy. Nên là làm con 8 vào lỗ đấy luôn. Cho nó hả giận. 7-4 dành cho Joshua Filler. Tiếp tục là cú phá bi của Joshua Filler. Khoảng cách đã tiếp tục được giãn ra thành là con số 3 rồi. Và cú phá bi này của Joshua sẽ như thế nào đây? Cú phá bi quá là khô. Max Lechner gọi cho mình con bi số 6 rồi. Thực hiện một cú combo 7 vào 6. Hợp lý. Sau đó là đẩy cu lê con 2 lên gãi con 4 ra. Còn về lỗ bên phía tay phải thì vâng, nguyên đường. Nhưng mà ý là vào lỗ gần cơ. Ui, ok, ra con 3 rồi. Ok, chính xác. Ok, làm con 5 đi. Thả con bi cái 1 bằng xuống. Ơi đừng đuôi nha. Ok không đuôi. Lấy má dưới của con 7 để đưa con bi cái lên phía cái điểm đầu gậy mà vừa rồi Max Lechner cũng đã đo trước. Đó đúng ở cái chấm thứ 2. Ok hợp lý. Tuy nhiên thì thấy cảm thấy rằng là cái đường này nó cứ xấu xấu thế nào ta. Giữa lỗ tới từ Max Lechner. Tuyệt vời. Ok. Một cái pha giải hình cũng hơi đau đầu của Mad Max. Ở đây sẽ là cú phá bi của Max Lechner. Rất uy lực. Nhưng mà quan trọng là nó có khô không? Con 9 đã rơi xuống lỗ. Một cú thái con 3 mỏng. Để đưa con cái về phía cuối bàn để có thể giải quyết được
gãi được cho mình con 14 ra, mở đường ăn con 4, thậm chí rằng là ăn được cả con 7 luôn, tới từ Max Lechner, chính xác rồi. Chính xác, tới từ Max Lechner, điều ra cho mình con bi mục tiêu số 4. Không có vấn đề gì. Nhịp độ trận đấu bị giảm hẳn xuống sau khi mà Max vào bàn luôn. Ok ok, xong rồi. 6-7 dành cho Max Lechner, rất tuyệt vời. Bắn quá điềm tĩnh luôn. Max Lechner là người có quyền phá bi. Đã ăn cho mình một bi mục tiêu tới từ Max Lechner. Những cái cú ra ngọn rất điềm tĩnh của Max Lechner cho chúng ta thấy rằng là nếu như Joshua Filler không tạo được những sự đột biến, không có những sự chắc chắn, thì Max Lechner hoàn toàn sẽ có thể tiễn Joshua Filler đi một đoạn luôn. Không, không có gì đặc biệt hơn cả, làm con 10 đường xa. Kéo ra ăn con 11 lỗ giữa vào, đúng như vậy luôn. Wow. Cú bắn rất khủng khiếp của Max Lechner. Cân con 8 và lỗ giữa đối diện thôi. Một pha điều từ con 10 ra con 11 không đúng ý. Vậy nên là Max sẽ phải làm công việc khó. Nhưng mà khó thì không có nghĩa rằng là Max Lechner sẽ không làm được. Tính toán là điều hoàn toàn đã có từ trước trong đầu của Max Lechner rồi. Rồi, thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tới với rack thi đấu thứ 15. Cú phá bi của Max Lechner. Đã có bi mục tiêu rơi xuống lỗ, hai bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Cơ hội mở ra dành cho Max Lechner rồi. Rồi, dọn bàn thôi Max Lechner. Joshua là người đã dẫn trước hầu hết trong cái quãng thời gian của trận đấu. Thì bây giờ là tới lượt. Đi vòng qua mặt con 7. Ôi, rất đẹp dành cho Max Lechner rồi. Không dễ nhằn một chút nào. Đây rồi. Đang có rất nhiều các vị khán giả đang theo dõi Max Lechner rồi. Và Max Lechner đã vươn lên dẫn trước lần đầu tiên ở trong trận đấu này. Ê, 8-7 chứ, tỷ số nhảy nhanh thế. 8-7 thưa các bạn. 8-7 dành cho Max Lechner. Cú phá bi. Cú phá bi lỗi của Max Lechner khi mà con cái đã rơi xuống lỗ. Foul shot. Max thì làm điều gì cũng rất là chậm rãi, điềm tĩnh. Chém con 10 giữa lỗ luôn. Đẹp dành cho Joshua Filler. Đưa con cái qua cái khe 3 và 8. Xin lỗi các bạn. Rồi, ăn con 9. Ăn con 9 kìm con cái lại. 13. Vâng, 13. Mình hơi bị nhầm màu một chút. Thi thoảng là màu nó cứ bị lẫn lộn. 8 lỗ 10 á. Ui, bây giờ mà làm phát cân con 8 và lỗ 10 nhờ. Quỷ luôn đấy chứ. Đấy, làm con 8 chạy hai băng vòng ngược lại phát vào cái lỗ 10. Chúng ta sẽ cùng nhau tới với cú phá bi của Joshua Filler trong rack thi đấu thứ 17. Và ở trong rack thi đấu thứ 17 này thì Joshua Filler đã có một cú phá bi khô. Không được rồi Max à. Joshua thực sự là rất là hấp dẫn rồi. Ơi, bình tĩnh. Oh! Foul shot của Joshua Filler. Cơ hội dọn bàn dành cho Max Lechner. Trước hết là Max sẽ cứ xử lý những con bi
Chưa gãi vội, cứ từ từ đã. Và bắt đầu gãi. Rồi, rồi xong, hết. Vâng, vỗ tay, chắc chắn rồi. Vỗ tay dành cho Mad Max. Con 14 là nằm trong tầm tay rồi. Rất là nhẹ nhàng, êm ái thôi. Không phải nghĩ gì nhiều trong cái pha đó cả. Đưa cái một băng ra về phía con 8 thẳng tắp luôn. Sau đó là để có cho mình điểm số hưu tới từ Mad Max. Đúng là như vậy, thẳng luôn, xin con bi thẳng. Rất tuyệt vời tới từ Max Lechner. Điểm hưu dành cho Max Lechner. Một trận đấu quá hấp dẫn tính tới thời điểm hiện tại. Sau trận này thì hết rồi nha các bạn. Sau trận này thì chúng ta hãy cùng nhau nghỉ ngơi, đi ngủ. Và hẹn các bạn vào chiều ngày mai, thế thôi. Ngày mai thì có quả Francisco Sanchez Ruiz gặp Shane Van Boning. Quỷ luôn. Hai con quỷ bàn với nhau. Cú phá bi của Max Lechner. Cú phá bi có khô không? Ui, cú phá bi khô đét của Max Lechner. 17 giờ và 5 giờ chiều, đúng rồi. Joshua Filler chuẩn bị đi hết bàn thật rồi. Ui giời ơi, không phải trở ngại luôn. Cảm thấy con 15 khó đúng không? Gãi luôn con 15 ra từ từ Joshua. Đẹp không? Đẹp không? Ok, đẹp dành cho Joshua Filler. Bởi vì là cái quan trọng là cái trình độ của mình, cái tư duy điều cái của mình thôi. Còn bộ môn nào cũng sẽ cần phải có khả năng điều cái rồi xử lý lực cú bắn tốt, chính xác. Rồi, hưu hưu thật rồi. Không có sai lầm của Joshua Filler và chúng ta sẽ cùng tới với rack thi đấu cuối cùng của trận đấu này. Bắt tay, rất tuyệt vời. Trận đấu thực sự rất hay của Joshua và Max. Cú phá bi của Joshua Filler. Và đó là cú phá bi khô của Joshua Filler. Đề nghị là đường truyền ở bên áo gửi về cho chúng tôi là phải đều nha, để tôi còn được xem. Lựa chọn bi 9 trước tới từ Max Lechner. Sau đó thì mới là 11 của Max Lechner. Đó là cái mà chúng ta mong muốn được nhìn thấy. Và sẽ là một cú bấm con cái mềm mại rồi, không có gì cả. Đó, thế thôi. Và làm cho mình con 14. Đường rất là riêng. Và chuẩn bị sẽ là khán phòng vỡ òa với chiến thắng của Max Lechner. Đang có rất nhiều cổ động viên của nước chủ nhà đang ở đây. Tuyệt vời. Con bi cuối cùng. Và Joshua Filler đã đứng lên xin chúc mừng Max Lechner đã giành chiến thắng để điền tên mình vào vòng tiếp theo. Và ở trong vòng tiếp theo thì Max Lechner vẫn tạm thời là chưa có đối thủ, khi mà trận đấu của Hayato Hijikata và Trang Jung Lin vẫn chưa xong. Nhưng một vận động viên nước chủ nhà đã vào vòng trong. Rất tuyệt vời, xin chúc mừng Max Lechner.